chào quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 11 năm 2020, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của Genie Home. Thưa quý vị, nhiều chuyên gia doanh nghiệp trong ngành lạc quan về sự ổn định của thị trường bất động sản trong năm 2021. Nếu vaccine COVID-19 có mặt tại Việt Nam vào năm này thì càng khẳng định thêm cho sự phát triển và phục hồi tốt hơn của thị trường bất động sản. Cụ thể, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, dự báo từ nay đến Tết âm lịch Tân Sửu cũng là thời điểm vàng và cả năm 2021, thị trường bất động sản cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng trở lại do có những tác động tích cực từ việc cả nước kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19 và nhà nước đã có một số cơ chế chính sách mới. Cụ thể, luật đầu tư năm 2020, luật xây dựng sửa đổi 2020, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, kết hợp sửa đổi một số điều luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Đồng thời với việc chính phủ đang xem xét sửa đổi một số nghị định, nhất là dự thảo nghị định sửa đổi các nghị định thi hành luật đất đai sẽ tháo gỡ được nhiều vướng mắc về cơ chế và chính sách. Bên cạnh đó, tiến trình phát triển đô thị và đô thị hóa sẽ tiếp thêm nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội và thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi và tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn cả trong trung hạn và dài hạn với những gia tốc mới. Theo CBRE Việt Nam, trong tháng 9 năm 2020, ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của thị trường căn hộ bán Bình Dương. Lượng căn chào bán gần bằng số lượng tại Thành phố Hồ Chí Minh với 8.289 căn từ 8 dự án. Thị trường Bình Dương thu hút sự chú ý của người mua nhờ các dự án có vị trí gần với Thành phố Hồ Chí Minh và việc thành lập hai thành phố mới là Thuận An và Dĩ An trong đầu năm 2020. Có lợi thế giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương thời gian gần đây đang trở thành tay đua nguồn cung với bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh và do vị thế gần với Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng giá còn mềm hơn rõ nét. Bất động sản Dĩ An đang nắm lợi thế trong cuộc đua giá với Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay giữa các khu vực cũng xuất hiện sự cạnh tranh về giá bán, trong đó hàng loạt các dự án xuất hiện tại Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một đang có mức giá cạnh tranh khác nhau. Với những dự án giá vừa túi tiền ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ khách mua ở thực lẫn các nhà đầu tư. Ghi nhận cho thấy thời gian qua bất động sản Bình Dương luôn trở thành điểm ngắm của người mua do lợi thế giáp ranh quận Thủ Đức, trong khi giá còn mềm. Nhiều dự án khu vực này được công bố ra thị trường thời gian qua luôn có sức hút lớn, đơn cử như dự án căn hộ Parkview Apartment trên thị trường gần mới đây với mức giá chỉ khoảng 22,5 triệu đồng một mét vuông, có mảng xanh, nhiều tiện ích nội ngoại khu, nhanh chóng kết nối đến các tiện ích như trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất và chỉ mất khoảng 30 đến 45 phút để đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì vội mua vội bán để lướt sóng kiếm lời như trước kia, thị trường bất động sản đang trở về với xu hướng cốt lõi và bền vững. Theo đó, dự án nào mang lại nhiều giá trị thật như pháp lý dự án hoàn thiện, chất lượng thi công đảm bảo, đầy đủ tiện ích và uy tín của chủ đầu tư sẽ là lựa chọn hàng đầu, là giá trị thật mà khách hàng hiện nay đang hướng đến. Do sức hấp dẫn quá lớn từ thị trường, hàng trăm nhà đầu tư lớn nhỏ đua nhau đưa sản phẩm ra thị trường dù tình trạng pháp lý chưa đầy đủ. Điều này đã gây ra nhiều tình trạng dở khóc dở cười. Người mua ở và đầu tư căn hộ thương mại giờ đây đã nhanh nhạy hơn khi bắt nhịp xu hướng, cũng như là thông minh hơn trong việc lựa chọn, bỏ qua những quảng cáo nóng bỏng đầy sự mời gọi. Những giá trị thật như sự uy tín của chủ đầu tư, pháp lý dự án, tiến độ thi công là những mối quan tâm hàng đầu hiện nay. Và đương nhiên các dự án vượt qua giai đoạn này sẽ trở thành hàng hot. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like fanpage và đăng ký kênh YouTube của Genie Home để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản quý vị nhé. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.